chuối kìa. Giờ tại bây giờ con đây, tiếp tục cho đi phần hai đi. Tại bây giờ là mấy đĩa kia nấu nướng. Chuối kìa. Giờ tại bây giờ con nhiều rồi. Gì nữa nè. Em đâu? Em kìa. Tí nữa. Bây giờ trời sao sắp mưa ta. Mưa đen rồi. Phụ sư tử đi cho đỡ đỡ. Ông chín đó. Ké hố kìa. Tụi có ké không? Ây kìa. Ké kìa. Không có cua ấy. Cái trắng to chưa? Ké ra nuốt luôn khỏi mấy công làm. Đây tôi về chiếu lại. Ké kìa, để cho cái gì vậy nè. Chị tử đang đánh lửa. Trời mưa. Con quẹt cái sư tử ơi, thổi mệt lắm.
chỗ mà của nào đó bảy để ăn cái này cho nó không cặp nó cũng vui tử cái chỉ lé à đội chưa. Cái này chỉ cái giữa nè con à. Cái ra giữa không cái đó chưa đâu mùa đây 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 cái này chưa thứ rồi đúng rồi bây giờ sắp lại giữa chín rồi mẹ. Sắp lại dữ đớp đi mèo rút xuống đi xong rồi lụm bỏ vô trong trong đúng rồi đấy muối kìa. Thì sư tử làm rộn vơn ấy. Ăn đi. Chuyện đâu có ăn đâu mà. Ăn xong rồi bỏ xương vô trong trong đúng rồi trong lòng đó. Chứ không ăn hả? Chứ ngồi dưới đó ăn luôn lên cái đây nữa.
chỗ ăn 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 chung về tí bãi dưới kia cái hố à, bãi dưới ngay chỗ cái cây kia nè, nè có cua á. Ăn cho nó xong đi. Nó chín hết rồi đấy. Chín rồi. Cảnh suối kìa, chiêu chiêu không? Chanh gì hồi nãy giờ thì con thấy nó chè đùng đùng đó mà. Chè vô trứng chứ gì đâu mà sợ. Trứng cho hai cái gì. Mèo mèo, mèo ông sợ chè. Mèo 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 mèo. Mèo. Để không? Xuống, đi chanh đi. Hát cho mày. Rét á. Đau quá. Đây sao nó bé, đây sao nó bé. Ngon. Đâu nó rét lắm. Đây ba chấm con miếng mà nó rét. Kinh hùng á. Chỗ mày đâu hả? Quên mày ép rồi, quăng luôn. Sao có quăng ấy, chứ kìa quăng mẹ. Chưa kìa. Trời nó giòn rờ nè. Chưa. Trời cái gì chua á đúng không? Còn rụm đó mà, còn chua nữa. Ây chè, đổ ra luôn hả? Mặn. Mặn đâu, thích là không mặn đâu. Rồi bỏ vô luôn. Mà nó đông à, bánh mì ghê luôn á. Ai xe. Anh mày nhân thịt ghê. Ăn ăn sang luôn. Nghe chỗ. Bê con mình nãy nhảy, nhảy hết con rồi. Chát nè. Muối nồng mặn. Ăn cũng người bình thường á. Hay là muối không ba đường. Là muối phải ba đường không? Biết là muối chanh không vậy? Thì chị tử cái đèn gì à? Bên kia ơi, bên kia. Bên kia là chị tử à. À. Đây tao dưới kia kìa.
vía đang cuốn tắm rồi. Đặt cua. Đây cái chuyện lên đây sẽ nướng. Nướng này cho mấy bé. Chín rồi. Chín rồi á. Bút đi. 2, 4, 6, 7 tao bè cái, 2 cái. Tao cho Phúc bè cái, mình 2 cái. Mình ăn nhiều rồi. Wow. Sao mày ăn cục nhỏ thôi? Ăn gì lớn? Cái à. Kê. Hả? Dùng mày mê cái á. Cái này thì mua nợ. Quên rồi, cái này hàng nào? Đặt cho cũ hả? Đồ khách bên mày á. Không, đặt cho cũ, cô đừng có tí, cô đừng có cua, có ké á. Con mà, con. Đó, đặt hàng nào có ké. Con mày. Con mày. Phải. Chín rồi ông. Cá trong miền bấy đâu mà. Kịp nướng mà không chín nữa. Nó chín rồi. Mưa luôn rồi. Mưa đâu? Mưa đâu? Mưa đâu? Tụi mày không trận như tên mày không biết đâu. Mưa. Đó. Mưa. Mưa là có mưa hả? À, có mưa đó. Mưa rồi. Bây giờ đó là kết thúc, hẹn con chú có video lần sau. Bye. Đây thì tao giờ trời đang mưa. Trời đang trời mưa. Mưa phải đi núp chưa? Đó.
trời đang mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.